Em này như bị mất ví rồi cô chú chị. 2011 nè, bạn cuối bạn sport dễ thương quá trời. Từ cái nước sơn hai cửa thể thao cực kỳ đẹp luôn nha. Đồ rin em này tuyệt đối rin lên tới 100%, sơn si chuẩn chỉ đỏ một đô, đẹp quá trời. Đó, bà con coi hai cửa thể thao nhìn cọp không. Em này là Sento nhập khẩu Hàn Quốc, máy 2.0 nha bà con, chức năng thì bạc ngàn luôn, cân bằng điện tử nè, ABS nè, cửa sổ trời nè. Máy móc thì rin xe một đời chính chủ, biểu tượng của Sento nè. Em này đời 2011, full LED hết toàn bộ. Đây nè, form mới nha, 21 là hết sản xuất rồi, là cuối rồi bà con ạ. Cảm biến trước sau xung quanh xe luôn cô chú anh chị. Hai cụm đèn phía sau, ở nhà thiết kế là full LED hết toàn bộ. Sơn là không có một dấu hiệu là tì vết luôn. Hai cửa thể thao, phía đây là sẽ trang bị là loa nè. Âm thanh loa nghe nhạc đầy đủ các tính năng cô chú anh chị. Tắp bi cửa nè, khá là đẹp. Toàn bộ là hệ thống kính cung xương. Đây mở lên, đó, anh chị thấy cọp không? Đó, hệ thống kính đây, kính của em nó đóng lại nè, khá là VIP. Mẫu này chạy thể thao thì tuyệt vời luôn anh em. Anh em lấy mẫu này về chạy, Trần Anh đang xả xuống cho anh em một cái mức giá phải gọi là cực kỳ là thấp. Tích hợp thì dòng này xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu nè, vỏ 4 quả lớp, vỏ mới tinh 90-95%, đăng kiểm mới luôn, tháng 7 năm 2024. Và phía trước mặt cái lăng của em nó đây bà con, bi nè anh chị, hơi đèn led bi đẹp không, gốc 49 nha, 00936, số cực kỳ là ok luôn. Trang bị là cửa sổ trời nha cô chú anh chị. Mẫu này là gốc Sài Gòn chứ, bà con nào mà ở Sài Gòn mua mẫu nó về sang tên đổi chủ đỡ được đến 25 triệu tiền bảng. Đó, kính cung xương đẹp không, một gương bóng thông minh đó, được chưa, khá đẹp. Và bên đây thì chúng ta có hệ thống gương cục mở nguyên bản của hàng của nhà sản xuất đó. Đó, khá là chất, kết hợp là loa nghe nhạc theo xe đầy đủ các tính năng nha. Em này trang bị 8 túi khí luôn, vô lăng tích hợp, vô lăng mới như thế này, đi đôi là bộ ghế da nguyên bản của dòng Sento hàng nhập đây bà con. Đó, cửa sổ trời khá mới, đi mẫu này biết bao giờ bị hư. Dòng này là bạn full sẽ có cân bằng điện tử nè, phiếu nhắc bảo dưỡng của hãng nè, và đây là lẫy số trên vô lăng nè. Đó, bản này 8 túi khí nha, trụ A, trụ B nè, trụ C, trụ D nè. Đó, 8 túi khí luôn nha cô chú anh chị. Ở đây thì chúng ta có 3 trụ A, B, C. A, B, C là 6 túi khí, vô lăng 1 túi khí, bên phần tắp lô kia 1 túi khí là 8 túi khí luôn. Không có dấu hiệu là bung nổ đâu. Em này chạy chuẩn, chạy chuẩn 45.334 km, xe đẹp lắm. Đây nè, đồng hồ ba chức năng chỉnh đèn sáng tối nè, đẹp không bà con. Đây bà con nè, khá là ok. Hai chìa khóa theo xe nha, cổng USB, trang bị loa súp nút đề xa top, hai cấp chế độ chạy, vô lăng tích hợp nè. Họ vô lăng đẹp không, vô lăng mới tinh luôn, đang xả xuống mức giá cực kỳ là thấp, để lâu quá đó em này mất vía. Chủ nhà yêu full kính đồ chơi, hàng đẹp. Đó, anh em nào mà đam mê cái thể thao, anh em lấy mẫu đi về anh em chạy thì phải gọi là bao cọp rồi, bao cọp cho anh em luôn nha anh em. Giá tiền quá rẻ, 301 bớt tiếp thêm cho cô chú anh chị 10.300.000 nha cô chú anh chị, 300 triệu với mẫu này. Xe này máy móc bảo hành cho bà con cô bác đến 3-4 tháng máy luôn, nửa năm cũng còn kịp. Cốp đẹp không, từ vỏ xe cua mạc tem nó còn theo cái cốp vỏ xe cua luôn. Xe này miễn bàn về vấn đề và cứng lỗi nha, cứng lỗi là không có. Hai cụm đèn là full led hết toàn bộ, nó cảm biến trước sau full hết rồi. Anh em trải nghiệm vô cục máy nè, cục máy nổ êm lắm, máy em nổ là siêu chất, chất đóng cửa nó rất là liền, rất là chắc chắn. Anh em thấy đẹp không? Máy nổ êm đứng gần không hề nghe tiếng máy luôn nha cô chú anh chị nha, không hề nghe tiếng máy luôn. Đây anh em trải nghiệm vô phần máy nè, cục máy êm ru. Em này là máy rin, số rin tuyệt đối. Đây cô chú anh chị, đây là cục máy của em Sento, 4 máy nè, mặt nắp keo chưa mở nè,
anh chị nè, mặt nắp keo chưa mở nè, hệ thống ron đầu xương đầu của em nó là nguyên bản nguyên rim nhá, không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại đâu, đẹp cao su đẹp như thế này. Hai bên trụ chủ nhà bắt thêm một cái dằn, cái dằn để khi bà con cô bác chạy tốc độ cao á, bà con chạy tốc độ cao á thì nó sẽ không có dấu hiệu là rung lắc ở đây nha cô chú anh chị nha. Đây nè, Kia Forte Coupe đó, được chưa, từ phần boy cảm biến đầy đủ các tính năng này. Máy rin số rin hết 100%, không một dấu hiệu độ chế đâu, hai bên đẹp như nhau nè anh chị nè. Keo chỉ nó có bô, đây là phần đẩy kích nhiệt cho nó cabo của em Sarento, không lỗi nha, xe không hề có một tí lỗi lầm luôn đó. Tem đóng nguyên bản của Kia theo xe như thế này, máy êm, xe này không có tí độ hơi. Đây cô chú anh chị, không hề có một tí độ hơi nha cô chú anh chị nha. Đi đô là 4 cái hết full 2.0, dòng này đi đô thoải mái cho cô chú, Trần Anh cho thoải mái cho bà con luôn là nằm tầm cỡ 8 lít, 8 đến 9 lít quay đầu hết cỡ nha. 2.0 động cơ mạnh mẽ lắm. Đó anh em nào mà kết mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô, giá em đã báo giá công khai rồi đó, 300 triệu cô chú anh chị nha. Nay xả xuống cho anh em, quá đẹp luôn. Đăng kiểm mới nè, 4 vỏ mới nè, đồng sơn bên ngoài, nước sơn bên ngoài khá là đẹp. Anh em lấy về anh em chạy gia đình thì tuyệt vời luôn. Mẫu này đi chơi xe càng yên tâm. Riêng máy móc bao cho cô chú anh chị chạy 3 đến 4 tháng luôn. Bà con thích nửa năm là bao mà nửa năm cho anh em chạy luôn. Anh em ấy sơn si chuẩn chỉ không? Đẹp như thế này. Đây, cùng với Trần Anh trải nghiệm tiếp tục phần gầm. Đây là phần gầm của em Sento. Đây là gầm nè cô chú anh chị. Cái bô mới tinh, đó đời 2011, anh chị thấy cái phần bô không? Đó cái bô của em đó đây, sáng trưng luôn. Không quan tâm mẫu này Sento nhập khẩu 2011 form mới bạn cao cấp nhất thì alo cho Trần Anh ô tô. Em khép lại chương trình tại đây này nhé. Trần Anh, see you and goodbye.